hai con cái của Loki. Hôm nay là cho một con về với chủ. Hôm nay thì bọn này nó khoảng cỡ nhìn thế thôi, nhưng mà nó cân của nó là nó nặng cân lắm rồi đấy, nó khoảng cỡ 15 cân chứ nó không có nhẹ đâu, nhìn nó bé bé thế thôi. Nhưng mà bọn rốt này xương nó to. Ra đằng này. Đúng rồi, hôm nay là bắt đầu chơi được đồ chơi rồi. Hôm nay bắt đầu chơi được cục xương rồi. Gặm được cục xương rồi. Đây còn một cục nữa đây, hai cục của bố Loki rồi đấy. Con này nó tự nó biết, nó tự biết chơi đồ chơi. Nói chung là cái gen của con chó nó thông minh thì nó có nhiều thứ đấy, nhiều kiểu nghịch. Còn nếu mà nó ùi nó chậm thì hầu như là ném đồ chơi chứ nó chẳng biết. Đây, hai con này thì theo yêu cầu của chủ nó là nó sẽ chủ nó chọn cái con đấy, con đang gặm cục xương đấy, chọn con đấy. Hai con thì nhìn của nó nếu mà to thì nó tương đương nhau thôi. Đấy, con đang gặm cục xương này. Thì còn con này nhá, còn con đang đứng này nhá. Mọi người mà ai mà thích mà nuôi được thì ngắm em này. Đây, em này nhá. Ra đằng này chơi. Rồi. Hey. Bọn cún này thì cái màu mảng của nó rất là nét. Màu mảng của nó cháy. Chất lông tốt, ngắn. Như bây giờ là lông của nó mới thay lông cho con đấy. Mới mọc cái lông sợi này thôi. Nhưng mà cái chất lông của nó ngắn nên là nhìn nó đã bóng rồi, nó không bị có độ quăn cợn sóng. Khung gọng thì của cái đàn này thì sẽ lớn lên là sẽ là những cái con chó mà cái khung gọng của nó là thuộc vào dạng to. Nhặt gì đấy? Lại rứt mấy cái cỏ. Đây này, con em này nhá. Con em này tìm chủ. Thực ra này em này là lẽ ra là nó có chủ rồi đấy. Có chủ rồi ấy, nhưng mà gia đình nó có phát sinh một chút, thành ra là lại không bắt ngay được, lại chờ đằng sau. Hai em cái. Đây, khung gọng thì đều rất là khỏe. Nhìn ngoại hình của chúng nó về to con thì nó tương đương. Ra nghịch. Không gặm cục xương nữa à? Hai đứa không gặm xương nữa à? Ra này. Đấy. Dứt được cái gì chơi. Vớ được cái nắp nhựa. Đúng rồi, đấy có hẳn có cục đồ chơi mà chơi. Lắc. Chó nó rất là thông minh đấy. Con đang chơi đồ chơi này là con mà đang tìm chủ đấy. Ở đấy lại có cái gì mà lại rứt?
nhặt về đúng cái cây cỏ rất là non ăn. Nhìn cái nó chơi đấy. Lắc 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 chạy lăng xăng. Sướng nhỉ, với cục xương gặm sướng luôn. Đấy, em này là còn đang còn em này tìm chủ này. Còn em này thì hôm nay về với chủ này. Ra đi chơi đã, còn lâu mới đến giờ ăn. Thực ra nhìn chúng nó giống nhau lắm, không phân biệt được đâu. Thôi ra đi chơi tiếp đi. Thay nhau gặm cục xương. Thay nhau gặm cục xương. Nó thực ra là nó nhằn một cái rác cỏ với này ấy gì đấy chứ không phải nó ăn đất đâu. Kiểu như nó ăn một cái rễ cái cỏ nào đấy. Vì chúng nó hay dụi xuống để cho nó dứt cái cỏ lên, hôm nay chúng nó ăn ở bên dưới. Đây, em này tìm chủ này. Đây, lông hôm nay bóng rồi. Mướt. Hơi bị sinh luôn đấy. Không biết chứ người ta bỏ giống được chưa. Chứ đem Đà Lạt bỏ. Này thì dáng người của cái đàn này là dáng người nó giống con bố, nó giống con Loki. Mông rất là đẹp. Chân chân trước thì vốn dĩ là cái gen của dòng họ nhà nó rất là khỏe rồi, nhưng mà chân sau của bọn này chân sau nó cũng rất là khỏe. Còn chân trước thì cái đặc trưng gen của theo cái hệ con chó chỉ cần nó dính cái máu đực của Pila thì là chân của chúng nó đều rất khỏe đấy. Mà chân sau nó cũng rất khỏe. Còn theo cái gen của con Bruno là một con chó khung to thì cái chân sau của nó không được khỏe lắm. Nhưng đây thì như bọn này là cái về cái hệ khung xương của chúng nó là có thể nói là cái hệ khung xương là tuyệt vời. Con chó nó khỏe thì nuôi nó sẽ có rất nhiều cái nó thuận, cả về sức khỏe, cả về cái thể trạng của nó. Trước khi mà gặp mọi người gặp những cái con chó mà chân nó yếu, hay là chân trước hay chân sau yếu, hay là đến mức hạ bàn, thì mọi người sẽ thấy là nuôi nó vất vả. Đây, chân sau của nó rất khỏe luôn. Mọi người phải biết là ở cái tuổi này ấy, mà mọi người nhìn cái con chó ở nước ngoài người ta nuôi chân nó không khỏe được như thế này đâu. Chó ở Việt Nam mình nuôi thì mọi người còn có thể gặp được cái chân con chó nó khỏe như thế này. Cái bộ chân của nó này, nó thẳng tắp. Nhưng nếu ở nước ngoài thì lại khó để gặp ở cái tuổi này cái chân nó như thế này. Đấy, là vì mà cái sự khác biệt của nó chỉ là ở nước ngoài thì nó không có canxi nano, còn ở Việt Nam thì có canxi nano. Chứ ở nước ngoài canxi nano nó chỉ có canxi nano trong người thôi. Hiện tại bây giờ nó vẫn đang là như thế. Chứ chó thì không có canxi nano đâu. Cái canxi nano là một cái mà cực kỳ là hữu dụng
cực kỳ là hữu dụng đấy. Chân nó mới khỏe như thế này. Chứ còn nếu mà không, mà bình thường ở cái tuổi này mà những cái con chó nhập về thì hầu như là ở cái tầm nhập về thì thường nó ở tầm 4 tháng đến 5 tháng. Hầu như là chân của nó hơi hạ, chứ nó không có, chân nó không có khỏe được như thế này. Vì sao nó lại như thế? Vì ở cái tuổi này cái tốc độ tăng cân của con chó nó nhanh. Cái hệ khung xương nó phát triển nó theo không kịp, nên là thường là con chó chân nó sẽ yếu ở cái độ tuổi này. Còn lớn hơn rồi đến khi con chó nó khoảng tầm 10-11 tháng, lúc đấy bắt đầu là cái cân nặng nó bắt đầu nó có độ chững lại, nó tăng cân nó chững lại, thì lúc đấy thì cái khung xương nó sẽ đáp ứng kịp. Ok, thôi quay cho mọi người ngắm hai em này. Đây. Còn em này là em mà đang tìm chủ nhá. Đấy mọi người, mà em này ai mà là chủ thì liên hệ sớm. Vì thực ra là đã, như em này là đã có cọc rồi và có lịch về với chủ rồi. Nhưng vì là gia đình chủ là nó có phát sinh một chút ở trong nhà, hai người muốn nuôi, còn hai người thì chưa muốn nuôi. Thế cho nên là tạm thời dừng lại, chứ còn không là nó về chủ rồi đấy. Thì nó là cái duyên cái số của nó thôi. Đấy không phải là chủ nó. Người khác mới là chủ nó. Con chó là nó có duyên có số với chủ đấy. Thì ai mà là chủ nó thì liên hệ để đón nó sớm. Ok, mọi người mà quan tâm đến chó rốt hay là cần mua các cái sản phẩm chăm sóc như là chibi hay canxi hay là đồ ăn, thì mọi người cứ lưu lại cái số điện thoại của trại 0981115000 nhé. Có Zalo, nhắn tin qua Zalo. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.